quý vị, đi từ phương châm ngàn xưa của danh y Tuệ Tĩnh, nam dược trị nam nhân. Thời gian qua, trạm y tế xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ chú trọng đến việc phát triển các loại cây thuốc nam, phát huy hiệu quả trị bệnh cứu người với mục tiêu thầy tại nhà, thuốc tại giường. Xác định tầm quan trọng của thuốc đông y trong công tác khám chữa bệnh cho người dân địa phương, Hội Đông y và trạm y tế xã Bình Hòa Nam đã tích cực khôi phục và phát triển nguồn dược liệu. Đến nay, trạm y tế xã đã gây dựng giường thuốc đông y mẫu có diện tích khoảng 60m² với gần 60 loại thuốc nam khác nhau. Với cái nhu cầu sử dụng thuốc của người dân của xã Bình Nam sử dụng thuốc nam thì rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người dân nghèo, người ta không có đủ tiền để khám bệnh đến bệnh viện. Thì là người ta đến trạm y tế để khám và điều trị bệnh đông y và quay trở lại đó. Rồi người góp chút ít, ví dụ như người có loại thuốc này thì chặt ít xong rồi phơi khô lại ở đây gửi cho trạm y tế để mà tạo một cái nguồn thuốc cứ liên tục vậy để cho điều trị cho bà con được ổn hơn. Không chỉ đảm bảo tốt tiêu chí xã tiên tiến y dược cổ truyền, mà việc phát triển số lượng, chất lượng và nâng cao hiệu quả giường thuốc nam còn góp phần lưu giữ những bài thuốc đông y, bảo vệ và duy trì nguồn dược liệu quý. Qua đó, người dân có thể áp dụng vào thực tế hàng ngày để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà khi gặp các bệnh thông thường.